Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng siêu quái luôn cả nhà. Cây này hàng lũa thép nha, lũa thép này. Cây này cũng đem vô dây định hình nha. Cây này có mã số là 87 nha. Có tổng hòn cái bể này em đo là 125. Còn cái hòn ngay cổ đây nha là 45, cây cao là 54. Tính từ mặt chậu lên tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 66x40 nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 3,5 triệu em bao ship không chậu nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây cẩm thị hàng quái nha. Hàng siêu lũ luôn, lũ là lũ thép nha mình. Cây này cực kỳ quái luôn. Rất là côn nút cây nha. Cây thì hàng nuôi thuần lâu rồi nhà mình yên tâm. Rễ này trồi lên mặt luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn. Rước em nói về mình sưu tầm luôn nha. Xem tin vui vẻ luôn. Cẩm thị nhà mình nha. Cây rất là quái. Cây này về mình lên cái chậu VIP cho nó là ok luôn. Hàng tương lai nha. Rồi mã số 87. Em xin giao lưu là 3,5 triệu em bao ship không chậu nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.